Chào các anh chị, chào mừng các anh chị đã đến với kênh Bơm Công Nghiệp Vinmec. Hôm nay em Hương sẽ chia sẻ để cho các anh chị một giải pháp để bơm nước thải hóa chất để dùng chống ngập ngày mưa bão. Đó là máy bơm nhúng chìm Rosaki của Vinmec. Đây là một cái máy bơm nhúng chìm bao gồm các bộ phận động cơ, gối đỡ, bích và buồng bơm cũng như là ống của bơm. Phần bơm, buồng bơm và phần ống thì toàn bộ được làm bằng vật liệu inox 316 có khả năng bơm được hóa chất. Và cái máy bơm này được cấp cho nhà máy để xử lý nước thải. Cái máy bơm này có một cái đặc điểm là cái phần thân máy sẽ được nhúng chìm. Do đó thì cái máy bơm này khi anh chị sử dụng sẽ không cần phải mồi bơm. Sản phẩm này là model là 50FI-50, có lưu lượng là 12,5 mét khối trên giờ, đẩy cao là 50 mét. Bơm sử dụng động cơ là 7,5 kW, tốc độ là 2.900 vòng. Và động cơ này đây là phần động cơ ạ. Được lắp với cả phần buồng bơm bằng cái bộ phận là gối đỡ phụ và một cái bộ bích ở đây ạ. Bích thì các anh chị sẽ đặt ở trên phía bồn, chuyên để cái bơm này chuyên dùng để hút ở trong các bồn bể sâu. Cái buồng bơm này thì có chiều dài là 1 mét anh chị nhá. Thì mình có thể sử dụng với cái bể là có cái chiều sâu là trên 1 mét, từ 1 mét trở lên anh chị nhá. Đây ạ. Em Hương sẽ đo cái kích thước buồng chiều dài của cái buồng bơm ạ. Đây ạ. Đây là 1 mét anh chị ạ. Đây, 1 mét ạ. Do đó là khi anh chị sử dụng để hút chất lỏng ở trong các bồn bể thì mình sẽ sử dụng ở trong những cái bể to, dài, có độ sâu là trên 1 mét. Nếu mà bể nhà mình khoảng hơn 1 mét, tầm 1m1 hoặc 1m2 thì các anh chị không cần phải lắp thêm bích và cũng không cần phải lắp thêm ống hút. Mình chỉ cần đặt ở dưới đáy và cái máy bơm này nó sẽ tự hút. Kiểu đây là cái phần buồng bơm ạ. Buồng bơm thì toàn bộ là được làm bằng vật liệu là inox 316, có khả năng bơm được các loại chất thải hoặc là bơm nước lẫn hóa chất như là HCl, H2SO4, NaOH dưới 42% anh chị ạ. Cánh của bơm sử dụng là dạng cánh kín. Một cái đặc điểm nổi bật của cái máy bơm này đó là các anh chị không cần phải tự mồi và cái khả năng là hạn chế chạy khô tốt nhất cho các anh chị. Cái máy bơm này thì nó được đặt ở dưới ngay dưới dung dịch, thế nên là nó sẽ lúc nào cũng có chất bơm cấp cho máy, thế nên là hạn chế tối đa việc cái máy bơm chạy khô. Nhưng mà các anh chị lưu ý là khi mình bơm mà gần hết chất lỏng ấy ạ, thì hay là gần hết nước thải hóa chất của anh chị thì mình sẽ dừng bơm. Bởi vì nếu mà chạy khô thì có thể hỏng các bộ phận bên trong của bơm như là cánh bơm, hay là có thể ảnh hưởng đến các bộ phận trục bơm ạ. Ngoài bơm nước thải ra thì anh chị cũng có thể sử dụng cái máy bơm này để bơm một số loại hóa chất như là H2SO4 hoặc là HCl anh chị nhé. Cái bơm này có chiều dài là 1m80 ạ. Đây là cái bộ phận từ động cơ đến gối đỡ ạ, là được 80 phân. Về phần đó là bộ phận buồng bơm, tiếp theo là bộ phận gối đỡ. Gối đỡ là bộ phận nằm giữa động cơ và buồng bơm, có tác dụng là đỡ để tránh là cái động cơ nó nặng đè lên buồng bơm. Cái phần gối đỡ này thì là ở trong sẽ bao gồm khớp ạ. Khớp và trục và cái ổ bi ạ. Khi cái động cơ chuyển động thì cái phần khớp nó sẽ chuyển động và cái trục nó sẽ quay, giúp đó giúp cái bơm nó hút và đẩy chất lỏng. Tiếp theo là về cái động cơ. Động cơ của cái model là 50FI-50, có động cơ là 7,5 kW. Động cơ này là động cơ chạy tốc độ là 2.900 và kiểu mặt đích. Động cơ là động cơ 3 pha anh chị nhé. Chuyên dùng để bơm trong các nhà máy hay là các khu công nghiệp. Cái động cơ này là được bên em nhập khẩu nguyên chiếc cùng với cả đầu bơm thành một khối ạ. Khi anh chị mua các sản phẩm của bên em thì anh chị sẽ được cấp cái giấy chứng nhận về chất lượng của sản phẩm cũng như là chứng nhận về xuất xứ đi kèm trong mỗi sản phẩm ạ. Đây là quyển hướng dẫn sử dụng và cái chứng nhận về chất lượng của sản phẩm. Từ đó thì các anh chị hoàn toàn có thể yên tâm về khi mua sản phẩm của bên em. Ngoài ra thì Vinmec còn có chính sách bảo hành 12 tháng đối với sản phẩm máy bơm và hỗ trợ tư vấn cho các anh chị miễn phí trọn đời. Nếu các anh chị có bất kỳ câu hỏi thắc mắc gì trong việc lựa chọn cũng như là trong quá trình sử dụng hoặc là khi lắp đặt thì các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vinmec.
bên em luôn có một đội ngũ tư vấn 24/7 để giải quyết cho các anh chị. Ngoài cái máy bơm trục đứng bán chìm, bên em còn cấp các loại máy bơm khác như là cái máy bơm bơm cạn hoặc là bơm chìm. Cái máy bơm cạn thì bên em rất là nhiều loại, như là máy bơm hóa chất, bơm bánh răng, bơm dầu truyền nhiệt hoặc là các máy bơm nước thì bên em đều có. Còn cái máy bơm chìm thì bên em có các rất nhiều loại máy bơm chìm bằng gang, bằng inox của nhiều hãng và thương hiệu khác nhau. Nếu các anh chị quan tâm đến sản phẩm thì các anh chị cứ liên hệ với ngay với Vinmec anh chị nhé. Nhất là trong mùa mưa lũ như thế này, đối với những cái máy bơm bán chìm hay là những cái máy bơm chìm thì được trong các rất nhiều các cái nhà máy hoặc là các chung cư cần sử dụng để hút chất thải hay là những cái hút nước ra ngoài để chống ngập anh chị ạ. Máy bơm này thì bên em cấp cho nhà máy xử lý nước thải có lẫn hóa chất, thế nên là cái buồng bơm bằng vật liệu inox 36. Ngoài ra thì cái máy bơm đứng chìm này của bên em còn có các loại vật liệu như là bằng vật liệu gang hoặc là inox 304, tùy vào cái các chất bơm mà các anh chị sử dụng. Nếu mà các anh chị cần những cái bơm bùn không thôi ạ thì mình cũng chỉ cần vật liệu gang, còn nếu mà bơm bùn hoặc là bơm chất thải và lẫn hóa chất thì mình sẽ lựa chọn vật liệu là inox. Cái máy bơm này, ngoài cái máy bơm này thì Vinmec còn nhập rất nhiều các dòng máy bơm khác ở phía trong thì là kho của bên em ạ. Đây ạ, đây là một cái kho của bên em thì bên em có nhập rất nhiều các loại máy bơm khác nhau, từ bơm màng ạ, bơm dầu truyền nhiệt, đây là cái dòng bơm dầu truyền nhiệt với nhiều model khác nhau, có thể bơm được dầu với nhiệt độ lên tới 350 độ C. Ngoài ra thì bên em có các dòng máy bơm như là máy bơm trục vít, động cơ giảm tốc. Đó là những cái sản phẩm của bên em. Nếu mà anh chị nào đang quan tâm đến bất kỳ động cơ hay là máy bơm thì cứ liên hệ với ngay đến Vinmec anh chị nhé. Đây là cái kho hàng của bên em ạ. Ngoài ra thì bên em cũng cung cấp những cái phụ kiện của các máy bơm. Nếu mà các anh chị nào mà quan tâm thì các anh chị hãy liên hệ với bên em ạ. Ví dụ như là bên em cung cấp các phụ kiện như là phao. Nếu mà anh chị đang cần một cái máy bơm chìm để bơm nước thải hoặc là để chống ngập thì anh chị hãy có thể cần một cái phao để điều chỉnh ngắt mở hút chân lọc để tránh chạy khô dẫn tới hỏng ạ. Về cách lắp đặt của máy bơm này, các anh chị sẽ lắp từng ống của bơm. Đây là đường ống ống xả và đây là đường ống hút. Thì các anh chị sẽ lựa chọn cái ống phù hợp để lắp vào cái máy bơm. Sau đó thì mình sẽ đặt bơm ở vị trí cố định. Đây là cái phần mặt bích ạ, mặt bích đỡ. Thì các anh chị sẽ đặt dọc, đây là cái máy bơm trục đứng, nên là các anh chị sẽ đặt dọc cái phần máy bơm này ở trên bồn bể, ở trên đây là một cái bệ đỡ để đỡ bơm anh chị nhé. Sau khi đã đặt bơm ở vị trí cố định thì các anh chị sẽ đấu điện ạ. Đây là phần động cơ thì mình sẽ đấu điện. Đầu tiên là mình sẽ dùng tua vít để mở cái phần nắp ổ điện ra. Cái máy bơm này sử dụng động cơ điện là 7,5 kW, 3 pha 380V. Thế nên là các anh chị sẽ mình sẽ đấu điện. Ở trong nắp hộp điện sẽ có một quyển hướng dẫn, cách hướng dẫn cho các anh chị để cách đấu điện. Các anh chị lưu ý là mình sẽ đấu điện theo hướng dẫn để tránh đấu sai, cháy động cơ thì mình phải đi quấn lại động cơ và đi sửa. Đây ạ, đây là quyển sách hướng dẫn. Hiện tại ở đây là đang đấu hình tam giác anh chị nhé. Thì tùy theo điện của các anh chị thì mình sẽ đấu, cách đấu là điện tam giác hay là đấu hình sao. Đây ạ, đây là cách đấu điện của hướng dẫn ở trong cái động cơ này. Mình đấu xong thì sau đó anh chị sẽ vặn lại như cũ ạ. Sau đó thì mình sẽ chạy thử ạ. Sau khi đấu điện xong thì các anh chị sẽ chạy thử bơm. Khi cái máy bơm hoạt động thì cái máy bơm nó sẽ tạo ra tiếng ồn. Tuy nhiên thì các anh chị lưu ý làm tiếng ồn của cái máy bơm này thì sẽ không quá to anh chị nhé. Nếu mà cái máy bơm này các anh chị khi hoạt động thì thấy nó có những tiếng ồn bất thường hoặc là tiếng ồn quá ồn so với quy định thì anh chị hãy dừng bơm để kiểm tra. Khi cái động cơ này được cắm điện thì cái động cơ nó chuyển động và dần tiếp đến thì nó sẽ kết nối với cả cái trục của bơm. Do đó thì cái trục nó sẽ quay và tác động vào cái phần cánh bơm ở phần buồng bơm. Buồng bơm quay dẫn tới hút chất lỏng trực tiếp và sau đó là đẩy. Đây là cái đường ống đồng đẩy đấy ạ. Đây đường ống đẩy và sẽ đẩy đi ra bên ngoài anh chị nhé. Cái máy bơm này có thể bơm được các chất thải sạch. Bơm là bơm kiểu thánh kín, thế nên là sẽ bơm được các chất thải sạch có lẫn một chút hóa chất như là HCl hay là H2SO4. Ngoài ra thì nếu mà anh chị nào mà đang cần những cái máy bơm như là bơm bùn đặc hoặc là bơm bùn lẫn hóa chất thì có thể sử dụng cái máy bơm này.
Nếu mà anh chị nào mà đang cần thêm thông tin thì hãy liên hệ với cả Vinmec ngay trong hôm nay. Ngoài cái máy bơm trục đứng bán chìm, bên em còn có nhiều loại bơm như bơm cạn, bơm chìm, tùy theo nhu cầu, mục đích và chất bơm của các anh chị. Các anh chị hãy liên hệ ngay với Vinmec. Em là Hương, chuyên gia tư vấn bơm công nghiệp. Xin chào.